Xin chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình là bản tin COVID ngày 27 tháng 1 năm 2022. Tính từ 16 giờ ngày 26 tháng 1 đến 16 giờ ngày 27 tháng 1, huyện Tuần Giáo ghi nhận thêm 38 ca mắc COVID-19. Trong đó có 1 ca ghi nhận tại cộng đồng, 25 ca ghi nhận tại khu cách ly vùng phong tỏa, 11 ca ghi nhận tại trạm khai báo y tế liên ngành và phơi nhiễm 1 Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 386 bệnh nhân, đều mức độ không triệu chứng. Tổng số mẫu lấy trong ngày là 1.831 mẫu, trong đó mẫu PCR là 1.061 mẫu, 770 mẫu test nhanh. Tích lũy số mẫu xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến 16 giờ ngày 27 tháng 1 là 74.840 mẫu. Tiếp theo là nội dung tin, lãnh đạo huyện viếng nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức dòng xanh tặng quà tại xã Trường Sinh, mừng thín. Sau đây là tin chi tiết. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, xuân năm dần năm 2022, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Tuần Giáo đã trang trọng tổ chức lễ dân hương và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Dẫn đầu đoàn lễ dân hương là đồng chí Lò Văn Cương, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Cùng đoàn có các đồng chí Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành, cơ quan đoàn thể, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Tuần Giáo. Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc anh hùng liệt sĩ, những người con thân yêu của Tổ quốc, đã anh dũng hy sinh cả tuổi thanh xuân và khát vọng sống cho quê hương, cho đất nước trường tồn. Các đồng chí lãnh đạo huyện tiến hành dâng nén hương thơm, vòng hoa thắp lên đài tưởng niệm các liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ để thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các ban ngành cơ quan đoàn thể, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, xin hứa nguyện tiếp bước cha anh phát huy truyền thống quê hương huyện tuần giáo anh hùng. Trung thành với mục tiêu của Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng Bộ huyện nhiệm ký 2020-2025, tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ vào dịp Tết Nguyên đán được huyện tuần giáo tổ chức thường niên mỗi độ Tết đến xuân về, với ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ giữ chọn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 1, Văn phòng Dự án BDCF Tổ chức Trẻ Em Dòng Xanh huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho các đối tượng diện F1 tại khu cách ly hai xã Mường Thín và Trường Sinh. Tới dự có bà Hà Thị Hương, điều phối viên Ban Quản lý Dự án BDCF, ông Lào Văn Liêm, bí thư huyện đoàn Thanh niên Ban quản lý dự án BDCF tổ chức trẻ em dòng xanh huyện. Những phần quà bao gồm 1.000 kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác như mứt, bánh, kẹo, mì tôm, dầu ăn với số tiền trên 25 triệu đồng. Những nhu yếu phẩm này do dự án BDCF tổ chức trẻ em dòng xanh Việt Nam hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng diện F1 vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tiếp theo là nội dung phần tin. Năm 2021, qua đánh giá của Ủy ban dân huyện Tuần Giáo, 18 trên 18 xã trên địa bàn huyện đều đạt các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 18 trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Với cán bộ công chức tại 18 trên 18 xã đạt chuẩn, đảng bộ chính quyền 18 trên 18 xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, có đủ tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, có tổ chức chính trị xã hội của xã đạt loại khá trở lên. 18 trên 18 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Năm 2022, huyện Tuần Giáo tiếp tục chỉ đạo để các xã giữ vững các tiêu chí thành phần đã đạt được, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí thành phần trong tiêu chí số 18, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo quy định tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đảm bảo đạt chuẩn theo quy định tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lý luận chính trị ngoại ngữ tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra giám sát phát hiện kịp thời những sai phạm để chấn chỉnh kịp thời đảm bảo các xã có đảng bộ chính quyền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tổ chức chính trị xã hội của xã đạt loại khá trở lên tăng cường công tác tuyên truyền để đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Năm 2021, trước tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Mặt trận Tổ quốc huyện đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn, phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể, tuyên truyền đối phó với mưa lũ, đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, kịp thời thăm hỏi các gia đình không may bị thiên tai hỏa hoạn. Kết quả trong năm 2021 đã hỗ trợ một gia đình bị cháy nhà tại bản Hua Mùn, xã Phú Si, 10 triệu đồng. Một gia đình có người bị sát đánh tại bản Há Rùa, xã Tân Phong, 3 triệu đồng. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc huyện cũng ban hành thư kêu gọi về ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đã hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch với số tiền trên 375 triệu đồng vận động quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 478,979 triệu đồng, trong đó vận động đợt 1 chuyển mặt trận tổ quốc Việt Nam với số tiền là 245,035 triệu đồng. Đợt 2 chuyển mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 50 triệu đồng, hỗ trợ trung tâm y tế huyện tổ chức kiểm soát dịch, ban chỉ huy phòng chống dịch 72 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Huyện Tuần Giáo chăm lo cho người nghèo. Những năm qua, để hoạt động chăm sóc cho người nghèo thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo huyện đã đổi mới nội dung, phương thức vận động, xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu thực hiện, tổ chức họp Ban Vận động để thống nhất nội dung kế hoạch, ban hành thư kêu gọi ủng hộ quỹ đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban vận động chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan đơn vị tổ chức tham gia ủng hộ quỹ phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về mục đích ý nghĩa nội dung kết quả của cuộc vận động kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo đồng thời quản lý và sử dụng nguồn quỹ vì người nghèo đúng mục đích và đạt hiệu quả xây dựng các phương án phân bổ hỗ trợ kinh phí để xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Ông Giàng azơ Dơ, trưởng Ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cho biết: Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động quỹ vì người nghèo. Rồi là thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân cán bộ công chức, viên chức, người lao động cũng như là lực lượng vũ trang để ủng hộ xây dựng quỹ. Với sự nỗ lực cố gắng thì mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thì cũng đã chăm lo cho người nghèo của huyện và có những ý nghĩa quan trọng giúp được nhiều người nghèo hơn trên địa bàn huyện. Có thể nói, chương trình xây nhà đạo đoàn kết đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Quỹ vì người nghèo các cấp huyện tuần giáo đã vận động được hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới 21 nhà đại đoàn kết, sửa chữa một nhà đại đoàn kết, trao tặng hàng trăm xuất quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Đặc biệt đây là chương trình hỗ trợ cho các hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp đỡ họ có cơ hội được ở trong những ngôi nhà khang trang kiên cố. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc các xã thị trấn xét duyệt hỗ trợ xây mới nhà cho nhiều hộ nghèo của các địa phương với mức hỗ trợ 20 triệu đồng một nhà. Đến nay, nhiều ngôi nhà đã hoàn thành, nhiều ngôi nhà đang được khởi công xây dựng mang đến cho người dân một niềm vui, niềm tin vào các cấp chính quyền địa phương. Việc xây dựng nhà đại đoàn kết hay hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo trên địa bàn huyện luôn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích. Hàng năm, huyện Tuần Giáo tổ chức giả soát hộ nghèo, những gia đình còn khó khăn về nhà ở để giao chỉ tiêu cho các cơ quan đơn vị và vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ. Qua đó, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ. Đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, động viên các hộ nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo cho biết. Cái dịp Tết thì chúng tôi cũng đã kịp thời giả soát các cái hộ khó khăn để mà hỗ trợ gạo, rồi hỗ trợ Tết, cho các đối tượng hộ nghèo cho các đối tượng chính sách 100% các cái đối tượng được hưởng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khuyến khích các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ theo địa chỉ hoặc gắn biển ghi nhận sự đóng góp giúp đỡ người nghèo. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trong nhiều năm qua, cuộc vận động đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện nhiệt tình hưởng ứng với mục tiêu không để gia đình nào không có Tết, không có gia đình nào bị bỏ lại phía sau. Ngay từ tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch thăm tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn. Việc xét chọn đối tượng được nhận quà Tết đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng ưu tiên hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo là gia đình chính sách, đảm bảo 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện được nhận quà Tết. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các xã thị trấn chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà trực tiếp cho các đối tượng theo số lượng được phân bổ. Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách các địa phương trên địa bàn huyện tuần giáo, còn tích cực huy động các nguồn lực ngoài xã hội để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, có điều kiện vui xuân, đón Tết. Trong thời gian tới, huyện tuần giáo tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động, nhất là trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các cá nhân tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần chung tay chăm lo cho người nghèo một cách thiết thực, hiệu quả. Nối tiếp chương trình là nội dung bài viết Tuần giáo nhìn lại một năm thực hiện mục tiêu kép. Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, nhưng với sự nỗ lực đoàn kết thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuần Giáo đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, tạo động lực quan trọng để Tuần Giáo vững tin bước vào năm mới khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố, khiến nhiều người hoang mang, nhiều hoạt động sản xuất giao thương phải tạm dừng để phòng chống dịch. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện tuần giáo, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, người dân tuần giáo cơ bản an tâm lao động sản xuất, bình ổn cuộc sống. Trong điều kiện bình thường mới, tuần giáo đã triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan đơn vị phương châm phòng chống dịch bệnh COVID-19 là trước hết, trên hết, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo, hoàn thành mục tiêu kép. Huyện Tuần Giáo đã đi qua một năm hết sức khó khăn, nhưng cũng tự hào khi huyện giữ được pháo đài lòng dân, thành quả chống dịch, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra trong năm 2021. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện đều đạt nghị quyết. Nhiều chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra Cụ thể, tổng sản lượng đạt trên 39.194 tấn, đạt 102,9% nghị quyết. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 779,455 tỷ đồng, đạt 117% nghị quyết. Trong đó, thu ngân sách địa bàn đạt 53,320 tỷ đồng, đạt 101% nghị quyết. Việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng và phát triển đô thị đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, trong năm 2021 đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư khảo sát, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Cùng với việc phát triển kinh tế, huyện đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, các lĩnh vực giáo dục, y tế, thông tin, văn hóa, thể thao đều có những tiến bộ nhất định. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Hiện huyện có 7 xã đạt từ 15 tiêu chí nông thôn mới trở lên, 8 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 13,6 tiêu chí. 15 bản phấn đấu đạt thôn bản nông thôn mới trong năm 2021. Giải quyết việc làm cho 1.000 lao động đạt 100% nghị quyết tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 28,16%, giảm 5% so với năm 2020, đạt 125% nghị quyết. Ông Vũ Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tuần Giáo cho biết năm 21 chúng tôi đánh giá là một năm huyện đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Thứ nhất là công tác phòng chống dịch, là huyện đã chỉ đạo tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện các cái biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 để đến từng hộ gia đình, từng công dân để và để các hộ dân nhận thức và cũng tự giác chấp hành tăng cường cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở trên các cái địa bàn. Để về phát triển kinh tế thì về lĩnh vực nông nghiệp là một năm được mùa đàn chăn nuôi cái đàn gia súc gia cầm của huyện thì cái tốc độ tăng đàn là cũng đảm bảo và trồng rừng phòng hộ là được 64,9 ha triển khai cái dự án đầu tư công thì cũng đã được huyện quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo thu ngân sách chỉ địa bàn thì huyện thu được trên 54 tỷ. Với mục tiêu kép đặt ra từ đầu năm là vừa tăng cường phòng chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Quải Cang có bước phát triển đáng kể. Tổng thu ngân sách dự toán giao 5,054 tỷ đồng đã thực hiện đạt 100% dự toán. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực đạt trên 2.508 tấn, đạt 111,8% kế hoạch, tăng 265 tấn so với năm 2020. Công tác quản lý đất đai được xã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, tăng cường tuyên truyền đến người dân, thường xuyên kiểm tra xử lý các vụ về tranh chấp đất đai, vi phạm về quản lý đất đai lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả khá toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Bà Tòng Thị Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Quải Cang, huyện Tuần Giáo, chia sẻ. Xã cũng đã tăng cường đấy, công tác lãnh đạo chỉ đạo, để về mặt trận tổ quốc cũng như là các đoàn thể rồi cán bộ công chức là phối kết hợp để tuyên truyền để vận động nhân dân đầu tiên là phải thực hiện cái phòng chống dịch Covid đồng thời là phát triển kinh tế theo cái nghị quyết 128 của chính phủ. Cũng trong năm 2021, thị trấn Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo đó, tổng thu ngân sách địa phương đạt gần 10,4 tỷ đồng, đạt 90,85%. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 581 tấn, đạt 100,6% so với chỉ tiêu huyện giao và đạt 100,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động thương mại dịch vụ thị trấn có 487 cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân, đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ông Trịnh Minh Khải, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Tuần Giáo cho biết: Trấn năm, năm 2021 là cơ bản dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, chỉ điều hành của chính quyền và phối hợp các ban ngành đoàn thể rồi chỉ đạo tới các khối bản chúng tôi đã thực hiện công tác đồng bộ đặc biệt là công tác phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021 là cái năm phòng chống dịch vì dịch bệnh xảy ra trên địa bàn của cả nước, của tỉnh, của huyện cũng như của trấn thì chúng tôi ngoài cái việc phòng chống dịch ra thì công tác triển kinh tế xã hội như đảm bảo đến cuối tháng 12 năm 2021 khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên tại cộng đồng dưới sự chỉ đạo của tỉnh huyện Tuần Giáo đã có những hành động phù hợp không nóng vội cũng không bị động huyện đã đưa ra phương án tối ưu vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch trước mắt vừa ổn định lâu dài công tác truy vết quanh vùng cách ly dự phòng và điều trị đã được chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở vào cuộc một cách gần trương trách nhiệm kịp thời. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát, phát hiện từ sớm, từ xa nguồn bệnh tiếp tục được tăng cường để kịp thời xử lý, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Cùng với cách ly y tế để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác điều trị F0, huyện đã khẩn trương thành lập 4 khu thu dung điều trị COVID-19 tuyến huyện, đảm bảo theo nguyên tắc phân tầng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu thực tế. Đến nay, số bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn trên 95% là bệnh nhẹ và không có triệu chứng. Ông Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo cho biết. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Tuần Giáo đã đưa ra rất nhiều giải pháp. Thứ nhất là hoạt động tích cực của hai chốt khai báo y tế tại Pha Đin. Cái thứ hai là tăng cường tuyên truyền vận động tất cả công dân trên địa bàn toàn huyện Tuần Giáo đi về từ nơi xa phải khai báo y tế. Giả soát nâng cao trang thiết bị như là oxy, máy thở, buồng phòng, điều trị đảm bảo tiêu chuẩn. Quan trọng là chúng ta phải đoàn kết và chúng ta nâng cao nhận thức tất cả mọi người. Chung tay thì chúng ta sẽ đối phó được đại dịch Covid-19. Góp sức vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn có sự đóng góp rất lớn của người dân. Cùng với sự vào cuộc tổng lực khẩn trương của cả hệ thống chính trị trong huyện là ý thức trách nhiệm ngày càng được nâng cao của cộng đồng dân cư. Những tổ COVID cộng đồng không quản khó khăn vất vả, ứng trực ngày đêm bám địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nắm chắc địa bàn dân cư, rõ từng người, từng hoàn cảnh gia đình. Sự có mặt của họ đã giúp chính quyền, cơ quan chức năng phát hiện nhanh, ngăn chặn dịch bệnh, làng bản phố xá trở nên an toàn hơn ông Quảng Văn Thiện, thành viên tổ Covid cộng đồng bản răng xã Quài Cang chia sẻ. Đấy, luôn luôn tuyên truyền cho bà con có con em nào đấy, đi làm thuê ở dưới kia lên thì phải báo cáo khai báo y tế và khai báo trong bản trong bản thì phải đi kiểm tra thường xuyên khép lại một năm thực hiện mục tiêu kép với nhiều cung bậc cảm xúc Bài học được rút ra đó chính là tinh thần đoàn kết, không hoang mang, lo sợ, thận trọng từng bước, linh hoạt và hiệu quả. Đón chào năm mới nhâm dần năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tin tưởng rằng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh, nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng trọng tâm trọng điểm để tạo sự bứt phá, cùng với sự ổn định về chính trị xã hội, sự đoàn kết nhất trí trong đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp các ngành, địa phương và nhân dân trong toàn huyện, đảng bộ và nhân dân các dân tộc tuần giáo, chung sức, đồng lòng, vững tin, bước sang năm mới, với một khí thế mới, quyết tâm mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2022. <laughs> Phần cuối của chương trình là kế hoạch số 03, truyền thông phòng chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nhân dân. Tuy nhiên, nước ta đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng của công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong việc tiêm đủ vaccine đúng đối tượng, làm tốt hơn công tác chăm sóc người nhiễm COVID-19 từ cơ sở, với ngày càng nhiều bệnh nhân được tiếp cận oxy, thuốc đặc trị từ sớm. Tất cả vì một cuộc sống sớm trở lại bình thường. Trẻ em sớm được quay lại trường, các hoạt động kinh tế được phục hồi giao thương, đi lại được thông suốt, đặc biệt là vào dịp Tết nguyên đán sắp tới. Công tác báo chí truyền thông đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thông tin kịp thời, khách quan về diễn biến của công tác phòng chống dịch và về những nỗ lực chung nhằm thích ứng linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tuy nhiên, tâm lý chung của toàn xã hội vẫn còn nhiều lo ngại khi cách hiểu và cách làm của nhiều tỉnh, thành phố nhiều ngành vẫn còn rất khác nhau, dẫn đến nhiều biện pháp hành chính cực đoan vẫn đang được áp dụng cục bộ ở một số địa phương, gây phiền hà cho người dân và làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội khi phải chịu tác động của các quyết định thiếu cơ sở khoa học. Một số tiêu chí phân vùng dịch bệnh, xác định cấp độ dịch và kịch bản ứng phó với dịch không còn phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn chậm được điều chỉnh. Nhiều số liệu thô của tình hình dịch bệnh vẫn được đưa lên không gian truyền thông mà thiếu sự phân tích để thấy được trọng tâm, bản chất vấn đề, khiến cho báo chí truyền thông và dư luận hoang mang, các cấp chính quyền thiếu cơ sở để đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình mới. Kế hoạch truyền thông này cũng như những kế hoạch sắp tới do tiểu ban truyền thông ban hành có sự điều chỉnh phù hợp cả về tần suất ban hành lẫn nội dung, nội hàm. Về mục đích đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chỉ đạo quản lý trong việc định hướng thông tin, xử lý sự cố truyền thông, xử lý triệt để việc đưa tin không chính xác, giật tít câu view, gây tâm lý hoang mang cho người dân về dịch bệnh. Đảm bảo thông tin kịp thời đầy đủ chính xác, công tác phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Nêu bật và làm rõ các giải pháp, quyết sách của chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đối với công tác phòng chống dịch trong năm 2022. Truyền thông tác động hiệu quả đến công tác xây dựng, hoạch định chính sách y tế bảo hiểm cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Truyền thông tạo đồng thuận xã hội, người dân và doanh nghiệp ở mức độ cao nhất. Truyền thông luôn đi trước, chủ động, kịp thời có nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận. Về yêu cầu, công tác truyền thông được thực hiện thống nhất theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đồng thời dựa trên kiến thức tổng hợp và dữ liệu chính xác, thông tin chuyên môn, khoa học được cung cấp từ Bộ Y tế để có những bài viết phân tích, bình luận thực chất tình hình dịch bệnh. Tổ chức nắm bắt thông tin dư luận xã hội về công tác phòng chống dịch ở các địa phương, đa dạng hình thức truyền thông kết hợp với công nghệ mới nhằm đảm bảo tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả để người dân yên tâm và đồng thuận trong công tác phòng chống dịch. Về chủ đề truyền thông, linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp hiệu quả, bảo vệ sức khỏe tính mạng và sinh hoạt bình thường của nhân dân vì một Tết nhâm dần sum họp an toàn. Các nội dung truyền thông cụ thể đối với Bộ Y tế, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo dứt khoát việc tách bạch hai luồng thông tin trong phòng chống dịch một luồng thông tin mang tính chuyên môn sâu, phục vụ các công tác chỉ đạo chuyên môn đối với các lực lượng tuyến đầu, không đưa tất cả lên không gian truyền thông, đặc biệt là không chỉ cung cấp số liệu thô mà không phân tích, đánh giá, làm rõ bản chất vấn đề từ góc độ chuyên môn khoa học. Một luồng thông tin cung cấp cho báo chí với nhiều nhận định, tuyên bố, đánh giá, phân tích để dư luận hiểu và thống nhất nhận thức đúng về kết quả của công tác kiểm soát dịch bệnh phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 354 để chuẩn bị những nội dung thông điệp truyền thông nếu có. Đối với việc ra soát sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch tại quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021, thực hiện nghị quyết số 128, đề nghị Bộ Y tế phối hợp với tiểu ban truyền thông và các cơ quan báo chí truyền thông có ảnh hưởng để đảm bảo truyền thông chính sách đi trước một bước để các bộ ngành địa phương, người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận thống nhất trong quá trình sửa đổi, ban hành và triển khai thực hiện. Đối với các cơ quan báo chí, công tác truyền thông được đặc biệt chú trọng với phương châm truyền thông đi trước, chủ động giải thích rõ chính sách, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận đối với các giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát công tác thực thi chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc, giải tỏa bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, truyền thông rõ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch, tuyên truyền về việc chúng ta tiếp tục kiên định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân doanh nghiệp, xác định tiêm chủng vaccine, thuốc điều trị COVID-19 và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân là các yếu tố quyết định trong kiểm soát dịch bệnh thành công để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, khi Tết Nguyên đán sắp đến gần, người dân có nhu cầu về quê ăn Tết, thăm hỏi trong dịp Tết. Các hoạt động đi lại buôn bán, giao thương tăng cao. Bên cạnh việc tuyên truyền về việc đi lại đảm bảo an toàn, báo chí cần tăng cường. Truyền thông tuyên truyền, cảnh báo để người dân không chủ quan về việc đã tiêm vaccine mà lơ là phòng dịch, không để lây lan bùng phát dịch, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Báo chí truyền thông cần tăng cường tham gia kiến nghị các giải pháp cho các vấn đề mà Covid-19 gây ra. Vấn đề huy động y tế tư nhân, huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Vấn đề tăng cường chi trả từ nguồn bảo hiểm y tế cho công tác điều trị, xét nghiệm, giảm tải cho ngân sách cho người bệnh, cho doanh nghiệp, chứ không chỉ đi tìm thủ phạm, tìm người chịu trách nhiệm vì việc này sẽ đẩy tâm lý né tránh trách nhiệm lên cao và góp phần dẫn tới những quyết định hành chính gây khó khăn cho xã hội tăng cường tuyên truyền việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19, truyền thông rõ nội dung yêu cầu Thủ tướng Chính phủ đối với tất cả các ngành các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh như thực hiện 5K, tổ chức tiêm vaccine, đảm bảo thuốc và oxy y tế, giám sát dịch và chăm sóc điều trị người bị nhiễm, sát COVID-19 ngay tại cơ sở. Biểu dương kịp thời các địa phương làm tốt công tác chăm sóc sớm cho bệnh nhân COVID-19 từ cơ sở. Về vụ việc vi phạm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, đây là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã được Bộ Công an tiến hành điều tra và khởi tố các cá nhân vi phạm. Thủ tướng Chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo khẩn trương tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sự quan tâm của dư luận xã hội và của truyền thông đến vụ án này thời gian gần đây phần nào đã làm lu mờ hình ảnh ngành y với những công hiến hy sinh của hàng chục nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế, tuyến đầu vẫn đang ngày đêm vật lộn với dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thông qua truyền thông, rất cần tạo nên một góc nhìn công tâm và cân bằng giữa một bên là những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm minh và một bên là những đóng góp to lớn, không thể phủ nhận của ngành y đối với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 từ hai năm qua. Để tiếp tục động viên lực lượng tuyến đầu an tâm, nỗ lực, cống hiến, để có thể vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục kinh tế, vai trò và trách nhiệm của truyền thông rất lớn trong việc thông tin cân bằng, khoa học, không làm nóng vấn đề về dịch bệnh hiện nay nhận thức xã hội đã thay đổi rất nhiều tâm thế cũng khác nguồn lực vaccine thuốc men oxy y tế cũng đã dồi dào hơn vì vậy báo chí cần chuyển hướng linh hoạt để phản ánh sự thay đổi này đồng thời thay đổi một số cách tiếp cận vấn đề cách đưa tin không còn phù hợp khai thác quá sâu vào các khía cạnh bị lụy giật tít làm sai bản chất vấn đề quan tâm phản ánh và phản biện xây dựng về việc một số tỉnh thành phố vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế tập thể dục ngoài trời, coi đây như những hoạt động không thiết yếu và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thể dục thể thao giúp nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần, cần được coi là một hoạt động thiết yếu để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Hội Tường giáo đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.